nói cho em mập lẽ không thích rồi, nhưng mà em cũng là đó chứ. Thì đó, cái nguyên nhân chính là ở đây. Cái bài này là bài của chị Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài này của Hương Trạm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không thích rồi đó. Đó, nguyên nhân chính là đây rồi. Tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi bắt chân nghe. Anh ngồi bắt chân nghe, anh nói như vậy là được. Bỏ cái chân xuống. Không, xin lỗi. Cái bài này là bài ngốc của Hương Trạm. Dạ, bây giờ Giang nghe. Để thuyết phục chúng ta rằng bài vừa rồi là của Hương Trạm. Chúng ta chỉ thấy như thế này. Đang nhếch nhếch miệng theo kìa. Mặt phiêu sợ. Em đang cảm nhạc hả bé? Em đã hát cái câu đó, em điểm tìm ra cái đó. Thí dụ câu đó hát đúng sao? Cái gì đó không đúng quá, anh nói đúng quá câu đó. Thí dụ coi. Trời ơi, hát sao mặt em đau khổ vậy Miêu? Sao vậy? Hát đau bụng rồi. Thưa chư gì bồ thâm đoàn, cô ta hãy dòm đi. Hãy dòm cái dáng cô ta đứng đi rồi nói chuyện. Dòm đi. Bà đang mỏi đó. Cái áo nó nặng quá mặt mà nó nóng nữa. Mà tại sao dạ. Mà tại sao bà giữ được cái thần thái đó? Đúng không anh? Anh dòm đi. Cái áo của mọi người nó có thể hơi lùm xùm thiệt. Nhưng mà trên đời bà không có đèn nha Miu Lan. À, dạ. Nhưng mà sáng nhất anh. Không có đèn. Không có đèn sáng nhưng mà hồi nãy anh thấy đi ra đi chảnh nhất không? Bà sáng một bệt người luôn. Nguyên một bệt màu trắng là sáng cỡ đó luôn. Mà cái dòng áo lông nó ngứa. Mà bà vẫn đứng được cái dáng. Đâu phải đơn giản, đó là dáng diva. Bây giờ bạn càng nói lâu là người ta càng ngứa đó. Vậy hả? Mồ hôi nó đổ quá. Bây giờ mình phân tích khoảng nửa tiếng đi rồi mình qua người mới nè. Bạn này là cái người có thể hát hay. Tại vì cái thần thái bạn rất là tốt. Em nghĩ bạn này chỉ là một là diễn viên. Tại vì diễn được thì diễn viên chưa chắc hát hay. Cái nốt bạn đó hồi nãy em với Trường Giang phân tích á là hơi phù. Vì người ta cố tình xạo mình như vậy. Okay. Hãy nhìn cái dáng của cô ta đi. Cô ta ngứa lắm rồi. Nói nhanh đi. Vậy thôi em ngồi xuống đi ha. Mình đến với bạn cuối cùng số 7, Dracula. Bạn này công việc của bạn ấy là tạo mẫu tóc. Trời ơi. Hát chưa chậm. Tôi không cần biết bạn hay không mà thấy vui. Mọi người có thể giải thích cho tôi biết là hồi nãy bạn cào cái gì không? Cái ông này không biết tạo bảo tao không. Nhưng mà cha ngồi cha quạo. Cái mặt cái ông tôi vừa định nói vậy nè. Mặt đang cào theo sau quay qua bất bình. Quạo, cha ngồi cha quạo. Nhưng mà cậu này hát hay á. Hay. Tôi không biết là nãy giờ mọi người có để ý bạn số 7 này hay không. Và tôi cũng không biết là bạn đang cố tình làm một cái điều gì đó khác thường để cho mọi người phải chú ý đến bạn ấy. Hay là do bạn ấy quá áp lực với cái chuyện lên sân khấu ngày hôm nay, cho nên bạn ấy tập cái cơ mặt nãy giờ luôn. Bạn ấy cứ nhíu. Bạn ấy làm đúng như thế. Tôi thề tôi không làm lố. Bởi vì á, bạn ấy đang diễn tả gương mặt của Dracula đó mà nãy giờ luôn á. Nhưng mà bây giờ hay không? Đúng cái này là anh vừa mới hát cái là em Trường Giang, anh Trường Giang với em nhìn nhau. Ồ, bạn này đang hát ballad. Không. Có thể là dân bolero luôn đó. Hồi nãy tôi nghe cái giọng miền Tây nha. Hai gia đình hội ý cùng với nhau đi. Chỉ trong vòng 1 phút thôi. Bắt đầu. Chắc chắn phải thợ làm tóc rồi đó. Có cái tay nào vậy hả? Hóa trang kiểu này không, khó. Làm tóc rồi. Giờ chọn ra một người không hát hay đúng không anh? Một người không hát hay hả? Chắc số 3. Không hát hay. Số 3 không? Chắc bạn số 2 hát dở luôn. Em nghĩ bạn số 2 hát dở. Dạ. Vinh đã hát dở còn làm quá nữa. Hết giờ. Bây giờ thì nhà của Trấn Thành, Miu Lê, Thu Trang chọn số mấy? Gia đình chúng em có hội ý kỹ lắm. Giờ vẫn chưa rút ra được. Vậy là chưa có kết quả hả? Nói đi con gái. Miu. Ừ, nói đi cứ. Dạ, em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi, chọn người khác là đúng chính xác. Đúng cái rồi gì? Đó. Em chọn cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em gọi nghĩ nãy giờ giờ mới ra là cái bài ba em mua
Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trang. Nó nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo vô quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em nói chứ không phải ức chế. Đúng rồi, cho đi đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài là bài anh. Đúng không phải của Hương Tràm nha. Nhưng mà My ơi, My nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Tràm rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút hồ. Em đẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đâu từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em ở đây anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quăng. Hay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quăng. Em không muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu em. Trời ơi hay quá. Một cái vở kịch của anh mà đâu anh đi đóng vai anh mà tự nhiên nhắc tới Trường Giang. Anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok hiểu. Ok. Cái gì Thành ơi, Thành ơi. Thành. Ô Quỳnh Hương ơi. An ủi em đi, an ủi em đi. Sao mà nói vậy, tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em đi. Mêu bình tĩnh lại. Nói sai không, có một em bình tĩnh chưa, bây giờ bình tĩnh chưa. Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa. Em không biết nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài này của Hương Tràm mà. Mà số này anh có cho em mập lẽ không thích rồi. Nhưng mà em có thể đó. Thì ra cái nguyên nhân chính là ở đây. Bài này là bài của chị Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài thì của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó, nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi, giờ anh cá vậy không? Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. What would I do? Biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Tôi nói nha, tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn bài này của Hương Trà. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận. Anh xin lỗi em. Bài này của Hương Trà anh đại diện dòng họ nhà em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi đấy. Bỏ cái chân xuống. Cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Dạ. Bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Dạ gì mọi người, gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Trạm. Giang! Anh em qua đây! Giang, bình tĩnh lại! Giang, bình tĩnh! Làm sao em ru nồi những đêm dài? Làm sao cho con tim đó lạnh lùng? Chị mong sao từ tên anh tên giá hả? Hãy xin nghe và hãy nghe với em! Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ! Và anh muốn! Bưng nó về.